Hôm nay em mua được mớ cá muối mướp, dư quá cả nhà ơi. Cá muối nhỏ mà ướp với sả ớt thì quá là ngon. Làm cá mà đói bụng chưa, em kêu mấy chị vô ăn cơm chung. Canh chua với cá nâu và cá kho lửa châu. Mấy bạn có biết cái món mà cá muối ướp sả ớt không? Cái món đó biết bao nhiêu bạn xa quê mà thèm lắm. Thì hôm nay mình sẽ làm cá muối ướp sả ớt mà làm khô. Bữa nay nhà em sẽ làm hai loại khô cá muối, một loại ướp sả ớt và một loại ướp không. Ướp không thì mình sẽ ướp với muối và bột ngọt. Lựa những con cá lớn rồi mình muối nha. Loại ướp này thì mình dành cho những bạn nào không thích ăn ngọt. Bây giờ mình bắt tay qua làm cái loại ướp sả ớt. Ớt và sả thì mình mua ở quê mình luôn. Mua ở quê thì trái ớt nó đỏ hơn, còn sả thì nó sẽ thơm nhiều hơn. Sả và ớt mình rửa sạch, cắt và xay nhuyễn. Làm cá muối ướp sả ớt này thì gia vị nó cầu kỳ nhiều hơn. Ớt và sả thì mình trộn đều với nhau. Và không thể thiếu là nước mắm. Mình vừa rút ra một lu nước mắm thành phẩm hơn một năm. Mắm thơm sánh à. Mắm này là muối 6 tháng à, cũng chín rồi á. Loại này hơn một năm mấy là nước mắm nó hơi sánh. Mình làm bằng nước mắm nguyên chất luôn nha. Mọi khi mình làm cá khô thì không có bỏ nước mắm vào, nhưng hôm nay làm cá muối ướp sả ớt thì mình sẽ cho một xíu mắm vào để cho nó nhảy mùi thơm. Vị đường muối bột ngọt. Mình cho hết tất cả vào rồi mình trộn đều. Trộn xong bỏ vào bị, mình muối tới sáng mai mình lấy ra phơi. Như vậy cá nó mới thấm và ngon. Cá muối này hay còn gọi là cá muối ta, lâu lâu nó mới có. Lựa cá nhỏ như vậy thì ướp nó sẽ thấm và ngon hơn.